Bốn con giáp cận trọng họa tiểu tam khiến tình duyên đổ vỡ, rửa mặt bằng nước mắt, sầu bi, đau khổ trong năm 2022. Con giáp tuổi Dần theo tử vi, vận trình tình duyên của người tuổi Dần trong năm mới này khá u ám và mờ mịt do phạm thái tuế phủ đầu. Con giáp này sẽ trở nên nóng nảy, thiếu kiên nhẫn hơn và đối mặt với nhiều mâu thuẫn gia đình hơn, gây ra sự cãi vã chán nản khiến cho tiểu tam có cơ hội lợi dụng chen vào. Con giáp tuổi Thìn, tình duyên của con giáp này không thực sự hài hòa khi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Do đó khi đứng trước cám dỗ, tuổi Thìn dễ bị lệch hướng mà phản bội lại gia đình của mình, khiến cho hôn nhân không ổn định và thậm chí có khuynh hướng thay đổi rạn nứt, tình trạng ly hôn cũng có thể xảy ra. Con giáp tuổi Mùi trong năm mới này thường bận rộn với khá nhiều công việc giao tiếp bên ngoài nên quên đi hạnh phúc gia đình của mình, khiến cho không khí trong gia đình trở nên căng thẳng. Hai bạn ở trong một ngôi nhà như hai người bạn chứ không có phải là nghĩa vợ chồng. Trong hoàn cảnh này, nếu một trong hai có ý định chia ly thì khả năng ly hôn rất cao. Con giáp tuổi Tỵ trong năm mới này, tình cảm của tuổi Tỵ có khuynh hướng xuống dốc do những bạn tuổi Tỵ bị yếu tố tác động từ bên ngoài, gia đình hoặc là người tiểu tam, khiến cho cái tình duyên của người tuổi Tỵ không mấy người là vuông tròn. Thêm nữa, tuổi Tỵ phạm phải thái tuế, mọi thứ trở nên xáo trộn, kèm theo đó các bạn dễ bị rạn nứt vì tranh chấp về tiền bạc hoặc là cái cách sống trong hàng ngày, khiến cho vợ chồng bạn không còn tin tưởng lẫn nhau.